Hello, xin chào tất cả mọi người. Bên em là Shokkan Tokyo đây. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu giày khác của dòng em mắc đến từ nhà Nike. Đôi này là đôi em mắc A6 và em đang có đây là một phiên bản size 42 tương đương với 26.5 cm. Một mẫu giày thiết kế với tông màu chủ đạo đó là đen, xám và trắng. Ngoài ra thì còn được tô điểm một chút màu đỏ ở các phần logo lưỡi gà cũng như là phần gót của đôi phần lót trong của đôi giày này. Ở phần trên này thì được thiết kế với hai chất liệu đó là vải và phần da chạy đều chạy xung quanh viền đôi giày này. Phần đế này là một phần đế bằng chất liệu foam, là một cái chất liệu nó rất là xốp và mềm. Cái chất liệu này thì giúp cho chúng ta có cảm giác nó êm và nhẹ hơn. Và tất nhiên là không thể thiếu cái phần đế e ở phía gót sau của đôi giày. Thầy nhìn thấy ở đây. Tất cả sản phẩm bên em thì đều được nhập chính hãng tại Nhật nên là sẽ có tem tác đầy đủ. Mọi người có thể yên tâm khi mà sử dụng hàng của bên em. Nếu như mọi người quan tâm đến những cái mẫu em mắc hay là những cái dòng khác của những cái mẫu em mắc như thế này thì có thể liên hệ với cả bên em qua đường link bên dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người đã chú ý đón xem.